công việc chính của con hiện tại bây giờ là con làm cái gì? Dạ, con coi bò cho người ta. Coi bò cho người ta? Dạ. Con coi mấy con? Dạ, 2. Rồi người ta trả cho mình bao nhiêu tiền? 2 triệu. 2 triệu? Dạ. 2 triệu một năm á hả? Dạ. Gà xin mến chào cả nhà thân thương. Hiện tại bây giờ gà lang thang đang ở trên một cái vùng núi xa xôi, khu vực rẫy của người đồng bào dân tộc Rắc Lây. Hôm nay gà lang thang chia sẻ với cả nhà thân thương hoàn cảnh của một chị gái rất là khó khăn. Chị lên khu vực rừng rẫy là chị đi làm để kiếm ăn hàng ngày. Chị ơi, chị cho em hỏi là chị tên gì? Dạ, chị tên Ca Giá Thị Thuống. Chị bao nhiêu tuổi rồi? 85, biết nhiêu tuổi. Không biết bao nhiêu tuổi, chỉ biết sinh năm 85 thôi. Dạ, dạ. Chị ở đây lâu chưa? Ở đây mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi? Dạ. Rồi chồng con của chị đâu? Chồng thì đi hái cà phê, mới đi 26 bữa. Còn con có mấy đứa? Con là 4 đứa. 4 đứa con? Dạ. Rồi con của chị ở đâu? À, bác vợ là 1 đứa, đi lính bên Gia Lai 1 đứa. Còn đứa gái là ở nhà, tại vì cháu nó đẻ. Còn 1 đứa nữa? 1 đứa nó mất. Là mất hả? Dạ. Là cháu bị làm sao mà mất? Tai nạn á. Tai nạn? Dạ. Mất lâu chưa chị? Mất năm vái. Rồi bây giờ chị lên trên đây chị làm công việc gì để kiếm tiền? Biết làm cái gì, người ta kêu đi chặt mía thì đi chặt mía. Đi chặt mía là chặt ngày nào ăn ngày đó. Như một ngày chị đi chặt là sức của chị được bao nhiêu bó? Ý là mía đứng thì chặt 1.100 bó. Mía ngã thì một ngày có 70 bó à. Mía ngã là khó chặt hơn mía đứng. Rồi cái mía ngã đó là người ta trả cho mình là một bó bao nhiêu? 1 bó 1.700. Mía đứng? Mía đứng 1.600. Nhưng mà mình chặt mía đứng thì dễ hơn phải không? Dạ. Nhanh hơn? Dạ. Sức của chị mà chị chặt mà hết sức luôn á là khoảng bao nhiêu bó một ngày? Mía đứng thì 1.100 bó. Mía ngã thì một ngày có 70 bó à. Là có nhiêu đó thôi? Dạ. Tại vì mía ngã là ngã đồ này ngã đồ kia mình khó kéo. Rồi ở đây á, người ta có mướn mình thường xuyên không chị? Là mướn tới mùa này người ta mướn nhiều nè. Mùa này là người ta kêu đi chặt mía, đi theo bầu á. Là bầu mình kêu đi chỗ nào mình đi chỗ đó. Là bầu bị nghỉ là mình nghỉ, bầu bị chặt là mình chặt. Rồi hết mùa mía mình làm cái gì? Hết mùa mía thì đi lụm phân bò bên Châu Mo kia à. Là đi qua sông Châu Mo lụm phân bò? Dạ. Mùa nắng qua Tết nữa, là mình đi lụm phân bò ăn. Mùa mía thì mình đi chặt mía. Chỉ vậy thôi? Dạ. Có đi lấy măng đồ không? Có, đi lấy măng thì lo đi lần, đi lấy ăn, lấy nhiều thì mình bán. Mùa ít quá thì mình ăn, mùa này ít mưa không có măng. Bữa đi lấy có 2 ngày à, có 10 cây à. Năm này em thấy quê hương của mình á, hạn mà không có nước luôn. Dạ. Với lại ít mưa. Và bà con á, là trồng trọt á, lỗ rất là nhiều luôn, không có nước cả nhà. Chị ơi, hôm nay á, là chị nấu cơm, chị ăn cái gì? Dạ, chị ăn muối ớt. Ăn cơm với muối ớt hả? Dạ. Không có đi chợ ha? Không có tiền. Không có 1.000 nào luôn? Dạ, con có 1.000 nào luôn. Là hiện tại bây giờ trong túi chị có bao nhiêu tiền? Không có gì đâu, bút không nè. Đó, đâu có lấy láo đâu nè. Đó. Đó, bút không à. Lấy láo đâu. Chị này có là có, này không là không à. Là không có 1.000 nào trong bóp hết? Dạ. Đây nè, có nè. Đó, chiếc cà phê à. Rồi mình ăn cơm với lại muối ớt. Dạ. Sao mình không lấy tiền mua cà phê đó, mình mua cái gì đó ăn? Cà phê là của bà dì cho. Con ta cho? Dạ.
Cái là thêm cà phê. Đi cái nhà bà dì sáng, bà dì cho ba gói. Rồi mỗi ngày là ăn muối ớt vậy đó. Dạ. Mình không đi bứt lá rừng mình ăn được hả? Có la bát, rồi bông sơ đổ, rồi tay sơ đổ. Mà mình bể ăn hết rồi. Cái món ăn mà chị thường ăn hàng ngày là chị ăn cái gì? Lá sơ đổ với lại bông sơ đổ, tay sơ đổ. Dạ. Chị có nhà dưới làng không? Có. Có nhà dưới làng? Dạ. Rồi chị lên đây á, là chị đi kiếm ăn. Dạ. Chiều chị về làng. Dạ. Sao chị không ở đi luôn? À, có lúc thì mình ngủ đây một đêm hai đêm thì mình về nhà một lần. Là sáng lên rẫy chiều về làng. Ý là sáng lên thì chiều về ít nè, ở đây hai đêm rồi mới về một lần, ba đêm mới về một lần. Dạ. Tại vì em thấy chị là đi kiếm ăn không có. Dạ. Nếu như mà mình thường xuyên đi lên đi xuống như vậy thì không có đủ tiền để đổ xăng nữa. Dạ. Ở đây thì Gà Lang Thang thấy năm này bà con ai cũng khó khăn hết. Như mỗi năm trước á, mưa nhiều thì bà con có thể là trồng được bắp nè, trồng đậu nè, trồng cái này cái kia. Còn năm này là không có ai trồng được cái gì hết. Chỉ có những cái mảnh đất mà có nước của nhà nước đưa những cái mương nước về đó cả nhà, thì mình mới trồng trọt, mình chăn nuôi được. Chị ơi, chị có mong ước gì trong cuộc sống không? Dạ, chị có mong ước thì khỏe mạnh, sống hàng ngày là được rồi. Sao chị không mong ước là mình có nhiều tiền? Đâu có mong ước có nhiều tiền đâu. Mình mong ước cầu cho nó khỏe, rồi mình đi chặt mía ăn một hai ngày, rồi có cuộc sống đều đều là được rồi. Mùa nắng thì mình đi lượm thùng bò một bao hai bao, có mong ước vậy thôi. Là mình chỉ mong ước là có sức khỏe thôi. Dạ. Có nhiều tiền là không có mong ước. Dạ. Mình đi kiếm, mình đi làm không có, mình ăn là có, là mình ước có sức khỏe lâu dài á, là mình đi lượm thùng bò một bao hai bao nè, mình đi chặt mía ăn một hai ngày, chặt ngày nào ăn ngày đó. Rồi mình bệnh đau là không có tiền thì mình cũng nhịn à. Tại sao chị suy nghĩ là mình có sức khỏe là quan trọng hơn là có tiền? Dạ, có sức khỏe là quan trọng hơn con người cô chị á. Có tiền mà không có sức khỏe là mình không làm được gì hết. Dạ. Cái ngôi nhà ở dưới làng của chị á, là hiện tại bây giờ là con của chị ở. Dạ. Rồi ở dưới đó làm công việc gì để kiếm tiền ăn chị? Còn ở dưới đó là chồng nó đi hai cà phê. Rồi có một mình nó nuôi em bé mới đẻ 4 tháng à. Rồi cái ngôi nhà dưới đó là lâu chưa? Dạ, nhà nước cho trên tiền 167 á. Có bị dột mưa không? Có, bị dột mưa có thì nhà nước cho vay 50 triệu đi thay tôn lại ra. Bị dột mưa mà chị vay 50 triệu. Dạ. Rồi thay hết tôn rồi. Dạ. Nhà mưa cái rồi nước tới đây luôn nè. Nước tặc dục nước ra vài á. Rồi bây giờ thay hết rồi. Dạ. Cái 50 triệu đó chị trả được đồng nào chưa? Chưa. Đóng tiết kiệm như đóng lại không à. Bây giờ nhà hết dột nhưng mà mình nợ. Dạ. Em có nghe bà con lối xóm á, có chia sẻ với em là chị có nuôi hai đứa cháu nữa à? Dạ có. Rồi cháu của chị như thế nào? Cháu đi chợt mía ăn về kia. Cháu ruột luôn hay sao? Cháu ruột. Rồi mẹ của cháu đâu? Mẹ của cháu thì bị xâm xét đánh. Xâm xét hả? Dạ, xâm xét đánh năm kia, được 2 năm đây rồi. Đi đâu mà xâm xét đánh vậy chị? Hai vợ chồng đi rẫy. Trời, ông trời nó mù ồ ồ á. Tại vì chưa có mưa đâu mà. Tại vì mấy cái chuyện gió ồ ồ tự nhiên nó vết nghề đường chết tại chỗ à.
Rồi ba của hai bé? Ba của hai bé thì lúc vợ nó chết á, là làm đám tang đám mã xong rồi năm nuôi con được 5 tháng rồi em rể nó sinh, chị em giao hai đứa nhỏ cho chị nuôi, em chia về nhà mẹ em. Rồi mai mốt em có vợ thì ông nói ông lên nhà mẹ của ông á, là cách được một năm sau nghe ông có vợ rồi, nghe ông có vợ khác rồi. Là theo phong tục bên chị là người vợ mà mất đi á là người chồng trả về nhà họ hả? Dạ. Rồi đi lấy vợ khác. Dạ. Rồi bây giờ hai đứa con là chị nuôi. Dạ. Rồi hai bé đó có đi học ông lớn chưa? Dạ, một đứa thì 16 tuổi là học lớp 8. Bây giờ nghĩ là một đứa trai á là học lớp 9. Cả nhà mình thấy là gia đình của chị rất là khó khăn, nhưng mà chị nuôi thêm hai đứa cháu nữa. Dạ. Cái nhà bếp của chị nè. Nhà chị còn nhiều gạo không? Có nhiều đây. Còn có nhiêu đây hả? Dạ. Cái nơi này là nơi chị sống tạm bợ thôi phải không? Dạ. Sống thiệt chứ ai tạm bợ. Ý của em là sáng chị lên đây chị sống tạm bợ. Dạ, dạ, dạ. Chiều chị về cái ngôi nhà chính của chị dưới làng. Dạ. Chị có chia sẻ, chị nói đó là chồng của chị đi làm xa, chị dạ. không dám ở đây một mình. Dạ. Là cứ đâm muối ớt lên rồi ăn vậy thôi. Dạ. Cái cối đó chị tự làm hay sao? Dạ, ông xã tôi làm. Có bao giờ mà chị đi chợ chị mua thịt heo tươi hay là cá tươi mình ăn không? Không à. Không có hả? Dạ. Lâu lâu mình không mua được bữa nào luôn. Dạ. Là chỉ ăn cơm với lại lá đu đủ muối thôi. Dạ. Sao mà thấy thương quá vậy? Tại vì mình khổ rồi, mình nghèo rồi, ăn thế ăn đại chứ. Mình có tiền thì mình mua 20, 10 ngàn, còn có thì mình nhịn sao? Mỗi lần mà mua là chỉ mua 10 ngàn, 20? Dạ. Bao lâu thì mới mua một lần? Cỡ một tháng mua một lần. Mời cả nhà thân thương đi vô trong cái ngôi nhà của chị nha. Tối là chị ngủ ở đâu? Đây. Ngủ ở đây? Dạ. Rồi trải cái chiếu rách đó ngủ hả? Dạ. Ngủ ở đây á, vào tháng mưa là nước mưa nó có chảy không? Có. Đó, nó dục á. Tinh lũng đó, nó dục nó dục mưa xong rồi nước không bên đây nè. Là chỗ đây cũng dục nè. Cả nhà mình nhìn thấy á, mỗi khi mà Gà Lang Thang bước vô trong một cái ngôi nhà của người đồng bào dân tộc Rắc Lây á, cái ngôi nhà mà họ thường xuyên ở đây á, là cái ngôi nhà chính của họ luôn á, thì mình nhìn nó sẽ khác liền. Còn cái ngôi nhà mà mình ở tạm bợ thì mình nhìn nó sẽ khác. Tại vì cái ngôi nhà chính mình ở là nó sẽ có đầy đủ hết tất cả đồ bên trong cái ngôi nhà. Còn cái ngôi nhà mình ở tạm bợ là có cái chỗ mình ngủ thôi. Là chị chỉ ở tạm bợ ở đây thôi. Sáng chị đi, chiều chị về. Lâu lâu á thì có buổi tối là chị ở lại chị ngủ. Chứ ngày nào mình cũng đi về hết á thì tiền xăng, tiền cụ á không có đủ để mình sinh sống trang trải hàng ngày. Từ đây về làng cũng xa mấy cây số cả nhà. Chị ơi, chồng của chị làm một tháng gửi cho chị bao nhiêu tiền? Dạ, ông làm một tháng thì ông cửa về 2 triệu. 2 triệu? Dạ. Một tháng mà có 2 triệu hả? Ý là ông gửi ăn trước á, ấn tiền chủ. Sao chồng của chị không ở đây đi chặt mía chị luôn? Ý là tao mua cà phê này, đi hái cà phê cái đã, ăn Tết xong mới qua chặt mía cho chị.
Bây giờ là chị cần cái gì nhất? Không biết cần cái gì nhất. Không biết luôn. Không biết. Nở một nụ cười không có biết cần cái gì hết. Dạ. Lúc trước chị có được đi học không? Không à. Không có. Dạ. Bây giờ là không biết chữ à? Dạ. Không biết chữ luôn. Chồng của chị có biết không? Chồng thì mới có học lớp 1 à. Lớp 1 vậy là không biết luôn rồi. Dạ. Hai vợ chồng mù chữ. Dạ. Nhưng mà con cái của chị là đi học đầy đủ hết. Dạ. Cha mẹ khổ, không biết chữ thì phải cho con đi học. Dạ. Chị có con 4 đứa như vậy là bây giờ chị có muốn đẻ nữa không? Không. Đủ rồi. Đủ rồi. Dạ. Đẻ 4 đứa rồi mất 1 đứa rồi con có 3 đứa là đủ rồi. Mình già rồi đẻ làm chi? Có những người em thấy họ đẻ 7-8 người luôn. Gạo đâu ăn, tiền đâu lo, đẻ bà này là tiền không á. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho chị nuôi vài con gà để mình có thể là kiếm ăn hàng ngày nha. Dạ. Em thấy ở đây đất cũng rộng. Dạ. Mà mình nuôi con gà là tốt nhất. Dạ. Chị có lượm phân bò là chị mang cái phân bò về để mình ủ cái phân lại, cho nó sanh sản ra những cái con trùng đất đó đó. Dạ. Con sùng để mình nuôi gà. Dạ. Chứ em thấy bà con mình ở trên núi á, là mình cứ đi làm thuê làm mướn rồi lượm phân bò bán, cuộc sống của mình cứ nghèo như vậy thôi. Dạ. Sau này con của chị á, lớn lên rồi, một ngày nào đó chị cũng phải nhường cái ngôi nhà ở dưới làng cho con của mình. Dạ. Thì em thấy đa số là như vậy. Dạ. Rồi anh chị cũng sẽ lên trên khu vực rẫy này để ở trong cái căn chòi, cái ngôi nhà nho nhỏ như thế này. Cả nhà mình thấy là chị nuôi con gà. Ở đây nuôi gà rất là tuyệt vời. Hiện tại bây giờ gà lang thang thấy á, là chị có khoảng 10 con gà. 2, 4, 6, 8. 8 con à cả nhà. 8 con gà mái đĩa và mấy con gà nhỏ nhỏ. 2 con gà trống. Nuôi gà ở đây á, rất là tuyệt vời luôn. Nếu như mà mình giúp đỡ cho họ thêm khoảng 20 con gà mái đĩa nữa, thì khi gà nó đẻ ra, nó sanh sản ra, mình có trứng mình ăn. Rồi mình hết gạo thì mình mang gà đi đổi gạo được. Gà này là chị nuôi lâu chưa? Dạ, nuôi được 1 năm rồi. 1 năm rồi? Dạ. Chị có mang đi bán không? Chưa. Là chưa có bán lần nào hả? Dạ. Con chào chú. Con chào chú. Con trai, con chào chú hỏi là con tên gì? Dạ, con tên Thuận. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, tầm 14 tuổi. 14 tuổi? Dạ. Con còn đi học không? Còn. Con học lớp mấy? 9. Con đi học á, là ai chở con đi hay là con tự đi xe? Dạ, thì ông cho tiền rồi tự bắt xe buýt. Bắt xe buýt đi? Dạ. Là con học trường nội chú hả? Dạ, đúng rồi chú. Rồi bao lâu thì con mới về nhà một lần? Tầm chiều thứ 6. Chiều chủ nhật hoặc sáng thứ 2 thì lên lại. Khi mà con đi học á, là tiền đâu mà con ăn uống này kia? Ông cho. Ông cho. Còn con gái con tên gì? Dạ con tên Huy. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 16. Con 16 tuổi sao con lại nghỉ học, con không đi học nữa? Dạ không có tiền ăn học. Không có tiền ăn học? Dạ. Con nghỉ học lâu chưa? Lâu rồi. Là mẹ con mất là con nghỉ học luôn hả? Dạ. Hiện tại bây giờ là con đi làm để lo cho em đi học. Dạ. Con có mong ước gì trong cuộc sống không? Dạ con có. Con ước đi làm thật kiếm tiền thật nhiều tiền lo cho em ăn học. Công việc chính của con hiện tại bây giờ là con làm cái gì? Dạ con coi bò cho người ta. Coi bò cho người ta? Dạ. Con coi mấy con? Dạ 2. Rồi người ta trả cho mình bao nhiêu tiền? 2 triệu. 2 triệu? Dạ. 2 triệu 1 năm á hả? Dạ.
Còn ba của con á, là đi lấy vợ khác có về thăm hai chị em con không? Dạ có, lâu lâu một lần. Có cho tiền không? Dạ có. Con có quần áo mặc không? Sao chú thấy con mặc cái áo nó rách rồi? Dạ. Cả nhà mình xem cái áo của cháu nó rách rồi nè. Là con có mua đồ mới không? Dạ có. Con đi làm người ta trả tiền thì con đi mua hai vài ba bộ về mặc. Con cho chú hỏi là con có người yêu chưa? Dạ chưa. Chưa có. Như chú thấy á, là như tuổi của con á, thì người đồng bào dân tộc Rắc Lây á, có những người họ có con luôn. Tại vì 16 tuổi rồi. Tại sao con lại suy nghĩ là con chưa có người yêu? Dạ con không thích. Con không thích? Dạ. Con đừng có lấy chồng sớm nha. Dạ. Lấy chồng sớm là sau này con sẽ khổ. Nếu như chú giới thiệu cho con một công việc ổn định đó, đi làm phụ giúp nhà của người ta, thì mình có công việc ổn định con có đi không? Dạ có. Con thích đi hả? Dạ. Lần trước Gà Lang Thang cũng có giới thiệu cho 3-4 bé đi làm, mỗi một tháng như vậy là 6 triệu cơm nước á, thì chủ họ bao hết luôn, mình chỉ phụ giúp nhà cửa thôi, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng mà cái công việc đó mình phải cần cái người mà trung thực cả nhà. Yeah. Gà Lang Thang đã giới thiệu cho các em đi làm thì các em cũng có một cái công việc ổn định, mỗi một tháng thì cũng được 6 triệu. Như con có chia sẻ, con nói với chú là con chăn hai con bò mà một năm chỉ có 2 triệu thôi. Dạ. Thì làm sao mà mình có thể là đủ sống được. Rồi con ở nhà là dì của con là mua đồ ăn nấu cơm cho tụi con ăn hay là tụi con tự ăn? Dạ con tự nấu, dì đi mua đồ ăn. Cái ngôi nhà dưới làng đó là cái ngôi nhà của ai? Là ông nội. Nhà của ông bà chứ không phải là nhà của mẹ? Dạ, ở chung với ông bà. Vậy là bây giờ con mong ước là có một công việc ổn định. Dạ, đúng rồi. Nếu như mà có một cái công việc nào đó ổn định á, thì chú sẽ giới thiệu cho con. Dạ. Nhưng mà chú muốn tìm hiểu cái công việc đó là phải ổn định và an toàn nữa. Tại vì khi mà chú giới thiệu cho con cái công việc đó làm á, là chú sẽ bảo vệ cho con, lỡ có chuyện gì á thì chú sẽ có mặt ngay. Những người mà Gà Lang Thang giới thiệu cho các em đi làm á, là những người quen, những người họ có tiền, họ lớn tuổi, họ cần có một người giúp việc trong gia đình. Thì có những cặp vợ chồng họ lớn tuổi, họ già, họ cần một đứa nhỏ để nói chuyện như là tâm sự nè. Rồi thấy những bé mà người đồng bào dân tộc miền núi á, thấy thương cả nhà. Họ xem giống như là con ruột của mình á. Thì giúp đỡ cho các bé có một cái công việc ổn định hơn rất là nhiều. Cả nhà mình thấy cuộc sống của hai bé á, rất là khó khăn luôn. Từ khi mà mẹ mất thì cha cũng đi. Là con chỉ mong ước như vậy thôi. Dạ. Nếu như mà con có tiền thì con sẽ làm gì? Con mà có tiền con mua áo, đồ áo mặc. Có tiền mua áo mặc? Dạ. Hiện tại bây giờ là con có mấy bộ đồ? Có 3-4 năm bộ, 6 bộ. Bao nhiêu lâu rồi con chưa có mua quần áo mới? Cũng lâu rồi. Lâu lâu con mua một lần. Lâu lâu là bao lâu con? Dạ một năm. Phía trước nhà cả nhà mình cũng thấy là họ có trồng cây đậu nè. Có cây đậu có trái ăn. Chị ơi em gửi cho chị bịch thịt nha. Dạ cảm ơn. Dạ. Có thịt mình kho để ăn nha chị nha. Dạ. Gia đình sẽ kho một ký thịt. Thịt heo Gà Lang Thang đã ướp hết rồi, để tặng cho gia đình, để gia đình có một bữa ăn ngon. Thấy chị là đâm một chén muối ớt. Chị nói là chị không còn 1.000 nào trong túi hết. Ở đây họ làm chỉ đủ ăn thôi cả nhà.
thậm chí mà không đủ ăn nữa. Kiếm sống qua ngày. Nghe tiếng xèo xèo là thấy ngon rồi cả nhà. Chị ơi, có bao giờ mà mua nhiều thịt như thế này ăn không? Chưa. Chưa có mua. Hôm nay là một bữa thiệt là ngon. Đói bụng chưa con? Dạ. Đói bụng chưa? Chưa. Chưa đói luôn hả? Còn chị đói chưa? Đói rồi. Hồi sáng chưa có ăn gì hết. Sáng giờ chưa ăn luôn? Dạ. Hồi sáng tính đi chặt mía mà lên tới rồi cá về lại xa lắm. Là người ta bảo là đầu năm là nghỉ một bữa. Dạ. Đầu tháng 12. Dạ. Mời cả nhà thân thương bút bu nha. Dạ. Mời em ăn cơm. Dạ chị ăn đi. Bút bu là ăn cơm phải không chị? Dạ, bút bu là ăn cơm. Ngon không chị? Ngon. Lâu ăn thịt một bữa nó ngon á. Một tháng rồi chị ăn thịt giá hả? Có bao giờ mà chị mua tôm về ăn không? Không. Không có hả? Dạ. Không có tiền luôn. Từ trước tới giờ có bao giờ ăn con tôm chưa? Chưa. Chưa ăn luôn? Dạ. Em thấy là bà con đa số là mình có một ít tiền á, rồi mình mua miếng thịt về nấu canh á. Dạ. Có tiền 50 ngàn á, mua 15 ngàn 20 đũa nấu canh thôi. Việc ăn thịt kho, việc ăn tôm thôi. Hôm nay thấy chị ăn ngon miệng quá ha. Dạ. Tại vì bên đây có thịt á, ăn ngon. Mấy bữa ăn nước ớt không à. Dạ, Lang Thang cũng xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho bà con có những cái bữa ăn ngon. Lâu lâu á là mang cho họ một ít thịt để họ ăn. Ăn để có sức khỏe cả nhà. Có vừa ăn không chị? Dạ, vừa ăn. Ngon. Con trai ơi, một ngày nào đó mà con đi học á, sau này con thành tài đừng có quên chú nha. Dạ. Biết đâu sau này làm bác sĩ thì sao? Hay làm tiến sĩ thì sao? Cuộc đời mình đâu có biết trước được tương lai của mình đâu. Nhớ là sau này đừng có quên chú gà lang thang được rồi. Chú quan tâm chú. Con ăn đi, con ăn no đi. Ăn mạnh vô. Ăn cho mau lớn. Mang quà vô tặng cho gia đình. Chị ơi, bây giờ em gửi tặng cho chị một cái đèn năng lượng mặt trời nha. Dạ. Để khi mà chị ở lại rẫy á, là chị có ánh sáng. Dạ.
Gà Lang Thang xin chân thành cảm ơn anh Phương Khai Trí ở Đà Nẵng đã gửi tặng cho gia đình một cái đèn năng lượng mặt trời, và xin phép các mạnh thường quân là trích cái số tiền quỹ 1 triệu đồng để gửi tặng cho anh Tính và anh Hai Tí để hai anh có tiền trang trải xe cộ trong cuộc sống, phụ giúp cho Gà Lang Thang mang những cái món quà yêu thương lên trên khu vực rừng rẫy. Đây em gửi cho hai anh. Dạ con xin cảm ơn mạnh thường quân, chúc mạnh thường quân luôn sức khỏe và hạnh phúc. Dạ con cũng cảm ơn mạnh thường quân vì đã cho con số tiền này để trang trải cho cuộc sống và sửa chữa xe cộ trong những chuyến hành trình này. Con xin cảm ơn rất nhiều, chúc mạnh thường quân dồi dào sức khỏe, con xin cảm ơn ạ. Chị ơi, có đèn chị có vui không? Vui. Từ nay sau mình không có còn là sử dụng cái đèn pin á. Dạ. Mình sạc, mình chạy xuống làng, chạy tới chạy lui nó vất vả. Bà con ở trên núi này ai cũng cần có cái ánh sáng hết cả nhà. Rồi, giờ em sẽ mở cho cả nhà coi độ sáng nó nha. Dạ. Đó, rất là sáng luôn, soi hết cả nhà luôn. Dạ. Lát nữa em sẽ gắn lên nha. Dạ. Rồi. Mấy anh em sẽ lắp cái đèn ngay chỗ này để cho nó sáng cái ngôi nhà và nó sáng ra phía trước cửa luôn. Họ đứng quá, lên lên lên. Không có thang á là mình bắt thang như vậy á để mình leo lên trên mái nhà. Rồi, từ từ xuống. Coi chừng trượt nha, từ từ. Rồi. Vô điện rồi cả nhà thân thương ơi. Rồi, em sẽ chỉ cho chị sử dụng cái này. Đây là nút mở nè, bên này nè. Dạ. Đó, sáng dạ. Cả nhà luôn. Đây là nút tắt nè. Dạ. Còn đây là nút tự động luôn nè. Dạ. Rồi, chào cho chị. Dạ, cảm ơn. Hôm nay á, Gà Lang Thang đến đây á, là mang những cái món quà yêu thương để tặng cho gia đình. Có những cái ghế nè. Đây, gửi cho con gái con ngồi cái ghế đó đi. Cảm ơn. Gia đình của chị cũng có những cái ghế bằng gỗ cả nha, nhưng mà cái ghế gỗ nó nhỏ chút xíu xíu nè. Cứng quá. Rồi. Gà Lang Thang cũng ngồi một cái. Bây giờ á, là Gà Lang Thang sẽ hướng dẫn cho họ sử dụng những cái món quà của các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ cho họ nha cả nhà. Ở đây á, là có hai phần quà gồm là hai bao gạo 20kg và cá cơm khô, có mì tôm nè, dầu ăn, mắm muối, đường mòn ngọt, đầy đủ hết luôn, tất cả mọi thứ. Và có hai cái thùng nước. Tháng nắng á, thì chị đi lên đi xuống cả nhà, là đi về làng để ở. Có ngày á, là chị ở đây, còn có ngày là chị ở dưới làng. Còn tháng mưa á, là mình đi vất vả lắm. Tại vì tháng mưa mình đi cái con đường này đó, sình lầy đi tí lên tí xuống à, rất là khó khăn. Năm này là mưa rất là ít luôn. Nếu như mà năm sau á, mà mưa thuận gió hòa là cái con đường là nó banh chành luôn đó nha, xình không à. Gà Lang Thang có mang thuốc á, là tặng cho gia đình nha. Cái này á, là cái món quà của chị Liên. Chị Liên ở Sài Gòn gửi tặng cho gia đình của chị. Thì chị á, là nuôi hai cháu, là có cái gì ăn cái nấy cả nha. Thì gia đình của mình là sử dụng chung nha. Đây là 5 cái bàn chải của chị Liên ở Sài Gòn gửi tặng cho mình với lại khăn nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. 2 chai dầu, dầu gió của chị Ca Thùy ở bên nước Mỹ gửi tặng cho gia đình. Dạ, cảm ơn. Con trai và con gái á, là sử dụng chung những cái món quà này nha. Dạ. Cô chú á, là tặng cho dì nè, rồi tặng cho con trai với con gái luôn. Dạ. Nha. Đây là 2 chai dầu so bóp nha cả nhà. Dầu này á, là của cô Diệu Hà ở bên nước Úc gửi tặng cho bà con ở trên núi. Đây con trai. Cảm ơn. Rồi có mấy cái chai dầu diêm son. Dầu diêm son này á, là khi mà mình bị diêm son cả nhà, là mình hít vô nó rất là tốt luôn. Hít thông mũi luôn á. Dầu diêm son này nè. Bây giờ Gà Lang Thang mở ra cho cả nhà nè. Đây đây đây. Thì con hít thử đi. Đó, con thấy sao? Chị. Thơm. Thoải mái không? Dạ. Đây, gửi cho chị nha. Dạ. Cảm ơn. Có 2 ống kim chỉ màu trắng, màu đen. Bây giờ Gà Lang Thang gửi cho gia đình luôn, có 5 cây kim ở trong đây.
Chị ơi, bỏ vô đây hết luôn đi chị. Dạ, cảm ơn. Rồi, một cái bịch bông gòn nha. Dạ, cảm ơn. Cái này là băng gạt với lại băng keo cá nhân. Dạ, cảm ơn. Hai chai sát trùng. Dạ, cảm ơn. Còn cái này á, là thuốc thuốc hạ sốt. Đây chị nha. Thuốc hạ sốt á, là khi mà mình bị sốt á, là mình lấy một viên ra, cái này dành cho người lớn nha. Lấy một viên bỏ vô nước rồi mình uống nha. Một ngày uống 3 lần. Dạ, cảm ơn. Nhớ ăn no uống nha. Dạ. Còn cái này là thuốc tiêu chảy. Dạ. Thuốc tiêu chảy thì khi mà chị bị tiêu chảy á, hay là mấy cháu bị tiêu chảy á, thì mình uống một lần 4 viên. Dạ. Mình bị nặng quá, một ngày mình đi trên 10 lần á, là mình uống 6 viên luôn. Dạ. Con gái là biết chữ đúng không? Con trai cũng biết chữ nè. Dạ, cảm ơn. Rồi, đây bỏ vô đây luôn chị. Đây á, là những cái món quà, những cái vật dụng trong gia đình thì Gà Lang Thang gửi tặng cho gia đình nha cả nhà. Hai cái rổ với cái thau. Dạ, cảm ơn. Một cái ấm nước. Dạ, cảm ơn. Ở trong đây á, là có hai cái nồi nha cả nhà. Gà mở cho cả nhà mình nhìn thấy nha. Hai cái nồi mới. Đây cả nhà, gửi chị. Dạ, cảm ơn. Với lại hai cái lòng chảo nữa. Dạ, cảm ơn. Hai cái mền. Dạ, cảm ơn. Cái ca. Dạ, cái hũ. Cảm ơn. Đây, hai cái mũ này á, là của dì ba ở Long An gửi tặng cho bà con ở trên núi nè. Đây, con trai đội vô thử coi có đẹp không. Đó, con thấy mát không? Dạ, cảm ơn. Một cái cối. Dạ, cảm ơn. Cái này là cái thớt, nó nhằm cái cối. Dạ, cảm ơn. Cái này là cái mâm. Cảm ơn. Trời hơi tối á, cả nhà thân thương thông cảm nha. Tại vì giờ này là cũng gần 6 giờ rồi cả nhà. Gà mang nhiều đồ lắm. Đây là cái ống thổi lửa nha. Dạ, cảm ơn. Một cái dao Thái Lan. Dạ, cảm ơn. Đây là cối chày. Dạ, cảm ơn. Hai cái ca. Dạ, cảm ơn. Cái này làm gì con? Kẹp. Cái kẹp, kẹp để làm bếp gì? Lửa. Đúng rồi, chính xác. Cảm ơn. Chén 5 cái. Dạ, cảm ơn. Rồi giá nè, là muỗng nè. Dạ, cảm ơn. Đũa. Dạ, cảm ơn. Cái này là cái kéo. Dạ, cảm ơn. Hai cái đồ trà son. Dạ, cảm ơn. Tô ở đây là có mấy cái tô nữa cả nhà. Dạ, cảm ơn. Cái này là miếng dán ruồi nha. Dạ, cảm ơn. Cái này là đũa chén. Dạ, cảm ơn. Đặt đồ. Dạ. Đây cả nhà thân thương, cái xô này để gia đình đựng gạo. Cho chị một cái bình thủy nữa nha. Dạ, cảm ơn. Rồi cái cà miền. Dạ, cảm ơn. Cái bình đá. Dạ, cảm ơn. Con trai, con đi học qua, con lên trường là con ngủ là nằm cảm hay ơn. Là móc võng? Nằm. Nằm hả? Con có thích nằm võng không? Thích. Thích nằm võng. Cái này á, là chú tặng cho con một cái võng này nha. Dạ. Để con nằm nha. Bên trong nó có cái mùng khỏi mũi chích luôn. Cái này nó dài tới 2m2 luôn cả nhà. Đây, gửi tặng cho con. Rồi, gửi tặng cho gia đình mình cái nữa. Dạ, cảm ơn. Cái này rất là quan trọng này cả nhà. Cái này là quan trọng nhất nè. Đây là bà con ở trên núi họ đi vệ sinh á, là sử dụng lá cây, cùi bắp với lại cây khô đồ á. Thì Gà Lang Thang tìm hiểu, gà mang giấy vệ sinh lên để tặng cho bà con nha. Dạ, cảm ơn. Hai cục luôn. Dạ, cảm ơn. Chị cho em hỏi là chị có còn tới ngày đèn đỏ không chị? Có. Có hả? Dạ. Chị em gửi cho chị là hai bịch băng vệ sinh nha. Dạ, cảm ơn. À. Còn con gái có không? Có. Có hả? Chú tặng cho con là hai bịch là sử dụng trong thời gian 1 năm nha. Đây. Cảm ơn. Rồi bỏ xuống đây đi, bỏ xuống đây nha. Cho nó rộng rãi nha. Hôm nay á, là Gà Lang Thang đến đây tìm hiểu cuộc sống của gia đình. Chị gái á, là có một người con trai rất là dễ thương cả nhà. Nhưng mà không may mắn là con trai của chị bị một chiếc xe máy cày.
đụng trúng. Thì con trai của chị đã mất rồi, nhưng mà cái người chủ mà đụng trúng trúng bé trai đó là con trai của chị á, là đền cho chị có 20 triệu đồng thôi. 20 triệu đó là không đủ để mình làm đám ma cho cháu nữa. Cả nhà mình thấy một mạng người mà chỉ giá có 20 triệu đồng thôi, nó rất là rẻ luôn cả nhà. Gà Lang Thang cũng không hiểu lý do tại sao mà họ chỉ đưa cho mình đúng cái số tiền đó thôi hả chị? Dạ, cứ 20 triệu. Họ nói là cái số tiền này là đền con cho chị. Dạ. Con đủ mua heo, mua gà cũng cho con nữa. Con đủ xây mộ cho con nữa. Là kiếm tiền ở ngoài thêm 30-40 triệu xây mộ cũng rồi. Mua heo, mua đồ, dân tộc bên chị cũng vậy. Làm choài cho con mình mất đó. Xây mộ xong rồi làm choài tên lại. Dạ. Là chị lấy cái số tiền đó không đủ để lo cho con của mình nữa. Dạ, không đủ. Mình phải xây mộ rồi mình làm dạ. Cái chòi nữa. Dạ. Đó là phong tục của bên mình. Dạ. Dạ. Rất là thương cho hoàn cảnh của chị. Ai cũng khó khăn hết á. Chồng của chị thì không có biết làm cái gì ở đây, nên là đi lên trên Đà Lạt để đi hái cà phê kiếm ăn cả nhà. Rất là khó khăn. Sau đây thì Gà Lang Thang xin phép là chia sẻ đọc tên của các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ cho gia đình một cái số tiền và những cái vật dụng trong nhà, nhu yếu phẩm nữa. Con trai, cái chân của con là đau lắm đúng không? Đau chỗ nào? Đau chỗ này. Mà lý do tại sao mà con bị đau? Đá bóng. Con đi đá banh. Đá banh là đau cái chân. Thì con bị mấy ngày rồi? 3 ngày. 3 ngày rồi. Nhưng mà con uống thuốc là nó không có giảm đúng không? Đỡ. Đỡ thôi. Cái này nó rất là quan trọng, cái đầu gối của mình á. Con phải đi khám bệnh liền. Tại vì con có bảo hiểm là con phải đi khám bệnh liền. Nếu như mà con không đi khám bệnh á, là nó rất là nguy hiểm tới cái chân của mình. Tại vì cái đầu gối của mình nó rất là quan trọng luôn. Có chuyện gì á là mình khó có thể là chữa lành luôn á. Đi đá banh có những người á, họ đá mà cái chân của mình bị bại liệt suốt đời luôn. Con hãy nhớ đi khám liền nha. Đừng có để lâu, nó ảnh hưởng tới xương tủy của mình. Sau đây thì Gà Lang Thang xin phép đọc tên của quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Lời đầu tiên thì Gà Lang Thang thay mặt gia đình cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Cảm ơn cô chú Nhân Tâm ở bên nước Mỹ là gửi tặng cho gia đình là 1 triệu đồng mua 2 phần quà nhu yếu phẩm cả nhà. Cảm ơn anh Phương Khai Trí ở Đà Nẵng là một cái đèn năng lượng mặt trời, gửi tặng cho gia đình một cái đèn năng lượng mặt trời cộng với cá cơm khô. Ngày 8 tháng 2 á, Mạnh Thường Quân Trần Châu Lan có gửi cho Gà Lang Thang là 200 đô la Mỹ, đổi ra tiền Việt là 4.940.000 đồng. Thì Gà Lang Thang không thấy Mạnh Thường Quân liên hệ với Gà Lang Thang, và Gà Lang Thang xin phép là Mạnh Thường Quân Trần Châu Lan sử dụng cái số tiền này giúp đỡ cho gia đình. Ngày 3 tháng 1, bên phía ngân hàng họ có chuyển cho Gà Lang Thang là 11.480.000 đồng. Thì cũng gần hết năm rồi, Gà Lang Thang muốn là mình tổng kết lại những cô chú anh chị đã gửi tiền cho Gà Lang Thang, nhưng mà Gà Lang Thang á là không có nhận được cái sự hồi âm của cô chú anh chị á. Thì Gà Lang Thang xin phép là sử dụng cái số tiền này để giúp đỡ cho bà con luôn. Ngày 6 tháng 1, bên phía ngân hàng có gửi cho Gà Lang Thang là 2.455.000 đồng. Gà Lang Thang cũng xin phép là cô chú anh chị Mạnh Thường Quân sử dụng số tiền này để giúp đỡ cho bà con nghèo vùng núi. Tổng số tiền á là 20.875.000 đồng. Gà Lang Thang đã mua là xôn nồi chén bát là 1.365.000. Mua cái đèn năng lượng mặt trời cộng với cái cơm khô là 1 triệu, 2 phần quà là 1 triệu, 2 cái mền là 260, 2 cái võng là 400, thuốc sốt băng gạc là 145.000, giấy và băng vệ sinh là 618.000, thịt là 145.000, gửi tặng cho anh Tính Hoàng 2 tí là 1 triệu, tổng số tiền là 5.933.000 đồng. Gà Lang Thang lấy là 20.875.000 trừ cho 5.933.000 thì vẫn còn lại là 14.942.000. Thì Gà Lang Thang sẽ gửi cho chị là dì của hai cháu á, dạ, là 10 triệu. Dạ. Và gửi cho hai cháu á là 4.942.000. Dạ. Gà muốn là gửi cho bé gái nè một ít tiền, tại vì con gái cũng lớn lên cả nhà. Gái lớn lên thì cháu nó cũng cần có một chút tiền để mua những thứ riêng tư á.
với lại mua bộ quần áo mới để mặc. Cháu trai cũng vậy, đi học thì cũng phải cần có tiền, như là mình ăn uống, mình đi đường nữa cả nhà. Bây giờ Gà Lang Thang gửi cho gia đình nha. Đây, cái số tiền 4.942.000 Gà gửi cho hai chị em nha. 500, 1 triệu, 1.5 triệu, 2 triệu, 2 triệu rưỡi, 3 triệu, 3 triệu rưỡi, 4 triệu, 4 triệu rưỡi, 4 triệu 6, 4 triệu 7, 4 triệu 8, 4 triệu 9. Cái này là 42.000 nha. Bây giờ là Gà Lang Thang sẽ chia ra gửi cho bé trai và gửi cho bé gái nha. Bây giờ chú gửi cho con nha. Cảm ơn chú. Đây, gửi cho con. Con không chú. Ừ. Còn 10 triệu á là của chị. 500, 1 triệu, 1 triệu rưỡi, 2 triệu, 2 triệu rưỡi, 3 triệu, 3 triệu rưỡi, 4 triệu, 4 triệu rưỡi, 5 triệu, 5 triệu rưỡi, 6 triệu, 6 triệu rưỡi, 7 triệu, 7 triệu rưỡi, 8 triệu, 8 triệu rưỡi, 9 triệu, 9 triệu rưỡi, 10 triệu. Là 10 triệu gửi cho chị để chị mua con gà nuôi thêm nha. Dạ. Em thấy là chị nuôi con gà rất là tốt luôn. Dạ. Chị phải cố gắng là mình nuôi con gà để cho nó phát triển kinh tế nha. Dạ. Chị đừng có nuôi con bò. Dạ. Chị nuôi con bò, con dê là vô mùa nắng không có cỏ cho nó ăn đâu. Dạ. Là nó ốm, nó mất giá nữa. Dạ. Tại vì bây giờ người ta, em thấy á, là người ta nhập những con bò Úc á, nó bự 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 á. Dạ. Những con bò cỏ của mình bán không lại đâu. Dạ. Đây em gửi cho chị. Dạ, cảm ơn các mạng thịnh vương, các tài trợ. Tài trợ cho chị khổ lắm. Dạ. Tại vì con nó mất á, nó khổ lắm. Bây giờ không có tiền bữa vậy đâu. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, vui mừng. Từ trước tới giờ chưa cảm có ai. Cảm ơn nhà tài trợ hỗ trợ 10 triệu. Biết nói sao, cảm ơn nhiều. Dạ. Con có vui không? Có. Còn con gái? Có. Con lấy cái số tiền của con á, là con mua bộ quần áo con mặc. Và chú hứa với con lúc nãy á, là con xuống nhà chú. Chú tặng cho con 2 bao quần áo. Quần áo mới chứ không phải là quần áo cũ nha. Dạ. Cô con gái và con trai luôn, kể cả chị luôn nha. Dạ. Một lần nữa Gà Lang Thang xin thay mặt gia đình cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Nếu như mà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân á, xem được video của Gà Lang Thang, ở đây cả nhà Gà Lang Thang có ghi rõ ràng cô chú á, là gửi tiền cho gà ngày mấy, tháng mấy, năm mấy, cô chú cứ liên hệ với Gà Lang Thang. Gà Lang Thang sẽ gửi video cho cô chú xem nha. Không thiếu một đồng một cách nào hết. Cảm ơn cả nhà thân thương rất là nhiều. Kính chúc cho cả nhà thân thương thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Cả nhà thân thương yêu mến gà thì đừng quên bấm cho gà một like nha. Và nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video, xem quảng cáo, ủng hộ cho Gà Lang Thang nha. Bây giờ gia đình mình bye bye cả nhà nha. Bye bye.